thông tin mới nhất từ hãng dược phẩm Pfizer, trong vòng 100 ngày, hãng này có thể sản xuất và phân phối vaccine đã được nâng cấp để chống lại biến thể Omicron nếu biến thể mới có khả năng kháng với vaccine hiện tại. Biến thể này có nhiều đột biến nguy hiểm có thể khiến nó dễ dàng kháng lại được các kháng thể có được do tiêm vaccine. Các đột biến cũng có thể khiến các biến thể này dễ dàng lây lan, ngay cả ở những người đã tiêm chủng và tăng nguy cơ tái nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới đã đánh giá Omicron là biến thể nguy hiểm, là một trong các biến thể virus corona đe dọa nhất trước Omicron, biến thể Delta cũng thuộc loại này. Các chuyên gia y tế và cả người dân đều đang lo ngại biến thể này liệu có thể kháng mạnh hơn đối với các loại vaccine hiện đã được triển khai cho hàng tỷ người trên thế giới hay không. Pfizer cho biết nếu đúng biến thể mới Omicron có khả năng kháng với vaccine hiện tại, họ có thể sản xuất và phân phối phiên bản nâng cấp của vaccine COVID-19 trong vòng 100 ngày. Tới nay, chưa rõ liệu vaccine COVID-19 hiện tại có chống lại được biến thể mới Omicron hay không. Tuy nhiên, các nhà sản xuất vaccine Pfizer đang chờ kết quả. Hãng này cho biết Pfizer và BioNTech đã thực hiện các hành động từ nhiều tháng trước để có thể điều chỉnh vaccine mRNA trong vòng 6 tuần và xuất xưởng các lô đầu tiên trong vòng 100 ngày, trong trường hợp có biến thể kháng lại được. Người phát ngôn của dược phẩm Pfizer thông tin rằng, trong vòng 2 tuần, Pfizer dự kiến sẽ có câu trả lời biến thể mới này có kháng được loại vaccine hiện tại hay không. Hãng đang hy vọng sẽ có thêm dữ liệu từ các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm chậm nhất là 2 tuần nữa. Những dữ liệu này sẽ cho biết liệu biến thể Omicron có thể kháng được các vaccine hiện tại hay không và có cần điều chỉnh vaccine nếu biến thể này lan rộng ra toàn cầu hay không. Ngày 28 tháng 11, tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ cho biết ông không ngạc nhiên nếu biến chủng Omicron đã xuất hiện tại nước này. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran thừa nhận dù hiện giờ chưa phát hiện ca nào ở nước Pháp, vấn đề chỉ còn về thời gian. Một khi biến chủng đã lan ra nước Anh, Ý, Bỉ thì rất có thể nó cũng đã xuất hiện tại đất nước của họ. Pháp sẽ nỗ lực xác minh, làm chậm sự lây lan xuống thấp nhất có thể. Trong khi đó, Israel là nước tiên phong thực hiện biện pháp ngăn chặn biến chủng mạnh tay nhất khi cấm toàn bộ người nước ngoài nhập cảnh chỉ sau một thời gian mở cửa. Hàng loạt quốc gia khắp thế giới bị đặt trong tình trạng báo động và phải siết chặt hạn chế di chuyển với các quốc gia miền Nam châu Phi. Nhưng dường như đã muộn, hiện tại những ca nhiễm biến chủng mới được ghi nhận rải rác trên thế giới từ châu Âu, Trung Đông đến châu Á. 7 ngày vừa qua, virus corona một lần nữa nhắc nhở nhân loại rằng đại dịch còn lâu mới thực sự đi qua. Số ca nhiễm mới đang tăng cao kỷ lục ở nhiều quốc gia, các biện pháp hạn chế đã trở lại và một biến chủng mới đáng lo ngại tiếp tục xuất hiện. Cuộc chiến với đại dịch COVID-19 một lần nữa vấp phải chướng ngại vật, kéo theo những lo lắng về triển vọng sớm khôi phục nền kinh tế toàn cầu. Tại châu Âu, trước làn sóng ca lây nhiễm tăng cao, chính phủ các quốc gia một lần nữa phải áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Ở Áo, hàng loạt hoạt động kinh doanh đã phải đóng cửa và chỉ còn số ít dịch vụ thiết yếu còn hoạt động. Sau Áo, Hà Lan cũng khôi phục một phần lệnh phong tỏa trên toàn quốc. Phần lớn, hoạt động kinh doanh phải đóng cửa sau 17 giờ. Đức và Pháp đã siết chặt các hạn chế với người chưa chủng ngừa COVID-19, yêu cầu người dân phải tuân thủ quy định về đeo khẩu trang và thẻ xanh y tế. Tại Bỉ, các hộp đêm tạm dừng hoạt động, người dân cũng không được tham gia các sự kiện thể thao trong nhà. Trong khi đó, Anh không siết chặt với các biện pháp phòng dịch. Tuy vậy, Anh tạm dừng các chuyến bay với 6 quốc gia châu Phi sau khi biến chủng Omicron xuất hiện. Anh đã học được bài học khi phản ứng chậm trễ trước biến chủng Delta, biến chủng chỉ có số ít đột biến khi so sánh với biến chủng Omicron. Lệnh cấm di chuyển với người từ Nam Phi có thể bị xem là tiêu cực và ảnh hưởng tới quan hệ song phương. Tuy nhiên, sẽ đơn giản hơn so với việc một lần nữa tái áp đặt phong tỏa và giãn cách xã hội. Liên minh châu Âu ngày 26 tháng 11 khuyến nghị các nước thành viên hành động tương tự nhằm hạn chế di chuyển với người từ các nước châu Phi nằm ở khu vực có nguy cơ cao nhiễm biến chủng Omicron. Australia, New Zealand, Brazil, Canada, Sri Lanka, Thái Lan, Singapore cũng áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh với người đến từ một số nước châu Phi trước nguy cơ từ biến chủng Omicron. Israel thậm chí đóng cửa biên giới với nước ngoài. Công dân Israel từ nước ngoài trở về sẽ phải cách ly bắt buộc. Nhà chức trách Israel cũng phê chuẩn sử dụng công nghệ giám sát điện thoại để truy vết các cá nhân nhiễm biến chủng COVID-19, Omicron. Bất chấp các phản ứng gần như tức khắc của các chính phủ, biến chủng mới Omicron vẫn kịp lan tới nhiều quốc gia. Sau Nam Phi, Botswana, Hồng Kông, Trung Quốc và Israel, biến chủng Omicron đã được ghi nhận tại hàng loạt quốc gia như Áo, Australia, Bỉ, Anh, Đức, Italia và Cộng hòa Séc. Trong khi đó, Hà Lan và Đan Mạch trong ngày 28 tháng 11 cho biết phát hiện các ca nghi nhiễm biến chủng mới. Tại Mỹ, cố vấn y tế trưởng của Tổng thống Joe Biden cảnh báo biến chủng Omicron nhiều khả năng đã lan rộng ở nước này. Tại châu Âu, phản ứng của người dân trước sự xuất hiện của biến chủng Omicron nhẹ nhàng hơn đáng kể so với những tháng đầu đại dịch.
Thay vì sợ hãi hay hoảng loạn, người châu Âu dường như đã chấp nhận thực tại của cuộc sống cùng COVID-19. Trong thời gian trước mắt, những chỉ số như ca nhiễm mới, biến chủng mới, số người cần chăm sóc tích cực hay thậm chí cả số người tử vong sẽ có giai đoạn tăng lên và rồi lại giảm đi. Tùy vào diễn biến dịch bệnh, những biện pháp ứng phó như đeo khẩu trang, xét nghiệm, hạn chế di chuyển, tiêm mũi vaccine bổ sung, phong tỏa một phần hay toàn bộ sẽ được điều chỉnh tương ứng. Ý là một ví dụ. Đây là nước châu Âu đầu tiên phong tỏa toàn quốc đầu năm 2020. Nhưng hiện tại, đã qua rồi những ngày người dân xịt nước khử khuẩn lên hàng hóa mua ở siêu thị trước khi về nhà. Số ca lây nhiễm, tử vong vì COVID-19 giờ cũng không còn quá được quan tâm. Ở thời điểm cao điểm dịch hồi đầu năm 2020, cả nước Ý nín thở theo dõi những đoàn xe quân sự đến và đi khỏi thị trấn Bergamo, mang theo quan tài những bệnh nhân tử vong vì COVID-19 khi các lò hỏa thiêu tại đây quá tải. Những ngày qua, ngay cả khi số ca nhiễm mỗi ngày tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng, thái độ của người Ý rất khác. Tại một quán bar ở trung tâm thành phố Rome, một nhóm dân thủ đô tổ chức sinh nhật với rượu vàng và bánh pizza. Trong số những người dự tiệc, không có một ai đeo khẩu trang. Chỉ sau khi tiệc đã tàn, một vài vị khách nhắc nhở nhân viên quán bar rằng họ đã không kiểm tra giấy chứng nhận tiêm chủng của khách hàng, vốn là một quy định theo luật mới ban hành. Theo một giáo sư tâm lý học thực nghiệm của Đại học Cambridge, chừng nào chính phủ không có thêm quy định về biến chủng mới, người dân sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường của họ. Lúc này, người dân vừa bối rối vừa tức giận, nhiều người sẽ không thể chấp nhận có thêm một mùa Giáng sinh nữa không được tận hưởng cuộc sống. Hãng dược phẩm BioNTech, tập đoàn đồng phát triển vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech mới đây thông báo dự kiến có dữ liệu thể hiện mức độ tương tác của biến chủng mới với vaccine sau 2 tuần. BioNTech cũng cho biết phiên bản vaccine mới sẽ được ra mắt từ 100 ngày đến 6 tuần. Trong khi đó, thuốc viên uống trị COVID-19 Monopiravir của hãng dược phẩm Merck sẽ được đưa vào thử nghiệm diện rộng trên 10.000 người ở Anh, hứa hẹn có thêm công cụ bảo vệ con người trước dịch bệnh. Chuyên gia về virus tại Đại học Brighton, Sarah Pitt cho biết, trong một thế giới đa kết nối hiện nay, chúng ta nên cố gắng tận diệt virus tới chừng nào còn có thể. Sau sự xuất hiện của biến chủng Omicron, cùng những thông tin đáng lo ngại về các đột biến của nó, niềm tin của công chúng và sự bảo vệ do vaccine mang lại đã phần nào sứt mẻ, thể hiện rõ nhất qua biến động của thị trường ngày 26 tháng 11. Chứng khoán châu Âu có phiên giảm điểm tồi tệ nhất kể từ tháng 6 năm 2020. Tại Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất hơn 1.000 điểm, giá dầu thô lao dốc xuống mức 70 đô la Mỹ một thùng trên sàn giao dịch New York lần đầu tiên từ tháng 9, cho thấy sự bất an của nhà đầu tư và triển vọng phục hồi kinh tế. Với hàng không và các ngành kinh tế phụ thuộc vào di chuyển, sự lây lan của biến chủng Omicron đe dọa tình trạng gián đoạn giao thương trở lại, tương tự những gì từng xảy ra khi biến chủng Delta lần đầu tiên xuất hiện. Các chuyên gia y tế cho biết cần có thêm thời gian nghiên cứu để hiểu rõ biến chủng Omicron sẽ tác dụng thế nào tới cuộc chiến chống COVID-19. Trong lúc này, nỗi sợ hãi trước virus sẽ là tác nhân chính gây ra thiệt hại cho các nền kinh tế. Theo giáo sư John Bell, giáo sư y khoa tại Đại học Oxford, chúng ta cần làm quen với thực tế rằng sẽ có các biến chủng mới xuất hiện trên thế giới trong thời gian tới. Điều cần làm là giữ bình tĩnh, theo dõi các dữ liệu, tìm cách hiểu rõ căn bệnh này và có phản ứng phù hợp.